Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về set Barrett Bounty. Cái set súng này thì nó kích hoạt hiệu ứng đặc biệt, đó chính là khi các bạn bắn thì nó sẽ tăng tốc độ di chuyển một thời gian nhất định. Khá là hay. Rồi, B không ai công. Ui dồi ôi, vắng người. Về A với lại mic thôi. A kìa, rồi xong rồi, full A. Ui dồi, cái đậu xanh nó lưa. Cái định mệnh. Ôi, đồng thế. Vâng, nó vào nhà như trốn không người vậy. Vâng, tim tôi cứ lần lượt, lũ lượt ngã xuống. Ui, thằng này qua nhà bạn làm gì đây? Nó đùa. Vai cả tim. Vâng, nó đẩy qua nhà bạn luôn. Trong khi nhà mình thì đúng là cái này là như là bỏ của chạy lấy người này. Vâng, một hành động khá hay của cặp đôi của team mình. Ơ kìa, mic không thấy. Vô lý vậy. Nó bắn ngay sau lưng luôn. Đùa thật. Vâng, thằng kia chắc cũng không đuổi theo. B mà ba. Vâng, qua A chích làm cái gì vậy. Vâng, cạn lời. Đi đúng gặp tìm ngáo. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Tình niên. Khổ quá. Vâng, mic nó dã lên như đúng rồi vậy. Ok fine. Này thì dã mic với chúng tôi này. Cái định mệnh. Mic này. Bơi chỗ đây. Còn lợn này. Ok. Còn nữa không? Chúng mày cứ đi hết vào đây. Khốn nạn, nó vừa phải thôi chứ. Cái đậu xanh nó đó. Cứ mic mà dã thôi. Làm sao mà người ta sống được. Ok. Mic đã không còn dám hó hé cái đầu ra nữa rồi. Ui dồi ôi, các bạn nằm xuống mà nó lộ hết hoa quả lên trên đây kia thì nó hơi bị phản cảm nha. Rồi, đẩy qua nhà bạn. Ok. Có một thằng nữa, lùi về. Ui dồi ôi, hay quá. Tuyệt vời. Cái khẩu này thì bắn cũng khá là ổn. Mà nếu so với 3 dãy bon bit VIP thì thực sự là éo ốp cửa đâu. Úi dồi ôi, bay qua như chim vậy. Vâng, quả bom đã cấu hết 50% của lượng máu của mình rồi. Úi dồi ôi, chân dài phết đấy. Vâng, khoe thì nó cũng vừa phải thôi. Nó biết là chân dài rồi. Cứ đảo như là đúng rồi vậy. Còn này. Chúng mày cứ bơi hết vào mic đi. Rồi, nó ở nhà. Còn team mình thì cứ thích qua nhà bạn hấp diêm đấy nhở. Mình ở tem Hubris thì cần gì phải đẩy sang nhà bạn đâu. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Vô lý. Rồi không xong rồi. Cái đậu phộng. Và ai dòi. Cạn lời. Chạy cũng không xong luôn. Trời ơi, bắn lỗi thế. Dạo này toàn chơi PUBG Mobile thôi. Đâm ra bên này nó lại gà đi rồi. Ôi giời, mình lại bắn lỗi như này. Bình tĩnh nào. A à, đẩy à. Làm éo gì có ai đẩy đâu. Mic này. Mic có hiện tượng. Đẩy. Ui dồi đẩy thật. Ui cái định mệnh nữa. Vâng, mới bỏ mic một tí thôi. Vẫn đẩy vào nhà luôn. Căng vậy. Gắt vậy rồi. Ui, cái thằng level 100 đâu rồi. Nãy giờ chưa thấy mắt nó. Lại thì đẩy qua nhà tao này. Nãy vào game thì thấy level 100 mà cứ đợi mãi không gặp được cơ. Nó cứ nấp ở nhà. Thanh niên. Mình chắc là cái ạc chỉ là làm màu thôi. Úi dồi ôi. Thích đẩy ra mic à? Thích không? Ông tội mình ở mic đông lắm. Cứ hướng chó đẩy ra đây đi. Mà mình tao chấp hết.
Ok, team mình đẩy nát team bạn rồi. Hay quá. Đi đâu mà B? Hình như ở ngoài mic mà. Tháp à? Cao kìa. Phải xoài vậy. Report chuẩn không đấy? Ui dồi ôi, bị xẻng nó đập chết. Ngu người. Mày xin nhà nó, mày xin nhà nó. Ui dồi ôi, vãi cả snip lỗi kìa. Ui dồi ôi, vẫn còn cố lao vào. Tuy nhiên, mới hết giờ mà. Phải hứng chó thôi. Ok, fine. Win 2 round rồi. Chúng ta không thể để thua nào. Tìm bọn kia khá là mạnh. Lại mất nửa phần trăm máu. Đùa. Chán vậy trời. Úi dồi, flash đẩy lên này. Vãi xoài, sao mình cứ snip lỗi nhở. Lâu rồi chưa bán gà đi nhiều. Tay nó cứng đơ hết rồi. B đẩy này. Vãi, đông vậy. Ui dồi ôi, không xong rồi. Thấy à, thì khổ vậy hả? Cái éo gì vậy? Còn có 22 tiết à? Thằng kia đâu? Đẩy đi! Ui dồi ôi, bất lực rồi. Không được rồi, khó quá. Cái đậu phộng luôn đâu. Bái xoài. Ừ, khó thế. Bái được cầm sẻng. Vô lý. Rồi chết rồi, không thể lên được. Ui dồi ôi, hết thời gian luôn. Vâng, cạn lời anh em ạ. Team mình bắn chán thế. Ok, mình phải thủ được cái mic đã. Thủ được mic thì bên B lại nát. Bắt đầu nó để B này. Ui giời, biết ngay mà. B1 này. Cái gì cơ? Mic đẩy á? Thích đẩy không? Chân dài thì cứ đảo đi bạn ơi. Gãy chân này. Chân dài thì cứ đảo thôi. Vâng, mình ở đây thì sẵn sàng bắt từng thằng một. Đẩy lên. Thao giận chúng mày quá cơ. Ui dồi ôi. Phở lát đẩy lên này. Úi dồi, còn thằng nữa. Đẩy đấy. Sợ à? Sợ lại thụt lại. Vô lý vậy. Ui dồi, nó xấy trên đấy làm cái gì vậy? Trên đấy chả có ai. Xong rồi, thằng này nó bắt đầu đổi TMP anh em ạ. Ui dồi ôi. Cạn lời. Cạn lời. Ui cái đậu phộng. Rồi. What? TMP nhanh vậy. Vai xoài. TMP mạnh vậy. Ló cái đầu ra. Snip trượt phát chết luôn. Đùa. Trời ơi, mình kê sai chỗ rồi. Ok fine. Một lần đau là một lần khôn. Lần sau sẽ kê đúng chỗ hơn. Nó bắt đầu đánh B để quyết định thắng thua rồi. Chúng ta không thể thua được. Lôi cả TMP ra để đánh luôn. Gắt vậy. Ui dồi ôi. Snip lỗi. Không bắt được người ở khu vực mic rồi.
À, đảo đấy. Xấy cái éo gì vậy? Gãy chân bây giờ. Ủa, đừng để lên nhà bạn làm gì? Cái định mệnh. Vãi xoài. Nhìn vậy. Công nhận cái khẩu này snap chậm ghê á. Có khi đây là khẩu 3Z luôn, biết thì nó đã chết rồi. Cái gì vậy? Ui dồi ôi, hay quá. Tuyệt vời. Ok, team mình vùng lên khá là mãnh liệt. Cố lên nào các bạn ơi. Còn 2 round nữa thôi. Úi dồi ôi, vai. Còn 2 là 28 tiết ạ, à. Đùa. Cạn lời. Bắn kiểu éo thì còn 28 tiết hay vậy. Lên đi bạn ơi, đừng ngại ngùng, team mình lên hết rồi. Ui dồi ôi, chết sạch rồi. Vâng, còn 28 tiết bảo gánh tim thì đùa thật. Ui dồi ôi, thơm quá. Một kill ngọt sớt hả? Bây giờ làm sao đây? Còn thằng TMP nữa. Level 100 lận đấy. Có phải là chuyện để đùa đâu. Lên tháp đi. Ok fine, mình sẽ lên tháp. Khó quá. Ở ngoài mic này. Chạy rồi. Nó ở ngoài đấy. Mình không đấu được. Mình sẽ lên tháp để ke khu vực A. Nó đặt bom nha. Ủa, có hai đẩy theo mình. Vô lý vậy. Cạn lời. Tuy nhiên không đặt bom mà đẩy theo mình ạ. Đùa. Vãi cái level 100 ạ. Đùa mình chắc. Vãi xoài. Và quả đấy mà nó lên đặt bom có khi mình lại ăn luôn đấy. Ê, ném bom đâu vậy? Team mình ném bom mắc chất. Còn thằng level 100 chết rồi. Quả đen cho đội bạn. Nhưng mà cơ mà level 100 nó cũng không gây cái tác dụng gì nhiều cho team mình. Chẳng qua TMP nó đẩy hơi gắt thôi. Cái đậu phộng. Thằng nào ném flash vậy? Ui dồi ôi, ném flash đẩy. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ui dồi ôi, khó thế. Chỉ cần slip lỗi một tí thôi là gãy. Ok fine. Vâng, bây giờ sẽ là những cái sự cố gắng đến từ anh em team mình. Xem trận này có win hay không. Hay quá. Vâng, bọn kia nó cũng ngáo nữa. Cơ bản cầm snap sniper ở cái map này nó hơi bị vô lý một tí. Nếu mà cầm tank thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tại vì map này cũng cần nhiều lắm tank hơn. Snip thì chỉ cần một thôi, nhưng
nó có bắt gánh như thế này thì khó lắm. Snip mà kênh mic thì hơi bị khoai đây. Chỉ cần lỗi một tí thôi là sẽ đưa chúng ta đến nơi mà có thể nhìn được tất cả đồng đội bằng một cái ánh mắt trìu mến. Ui dồi ôi, còn một thôi. Vâng, các bạn tính làm gì đây? Cái gì? Hồi xin. Ok, nghe tiếng hồi xin kìa. Ra mic rồi bạn ơi. Rồi, đẩy qua hẻm A rồi. Hẻm A kìa. Cái đậu xanh. Hẻm A không ai nhắn luôn. À, không ai quá xem luôn. Vãi, vô lý vậy. Ui xồi ôi. Đi không ai thấy. Đùa. Ok, và bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.